hai người thôi mà tiền khổ vậy trời. Đứng đây mình hồn khí trời. Nghỉ đi, mình nghỉ đi để một lát chương trình mất thời lượng quá, chương trình tự đi kiếm mình. Hai đứa nhỏ tuổi mới 20 mấy tuổi. Trời ơi ngoại ơi ngoại. Cứ thiệt ngoại mà bây giờ mà coi lại tập này ngoại coi lại cách sống ngoại đi. Ngoại là 70 mấy tuổi. Hai bạn chỉ có 10 mấy tuổi thôi. Mà ngoại nghĩ sao ngoại chạy bỏ người ta. Ngoại làm vậy coi được, giờ giận không chơi nữa đó. Này. Mà sao bà ngoại chạy héo quá vậy? Ủa tính này là mới đó luôn á. Hồ bơi đúng xa luôn. Không lẽ bà ngoại xuống bơi hả? Chạy, lẹ lên kiếm đi. Ở đâu, ở đâu? Trời ơi, mới sáng xuống. Kiếm đi, kiếm đi. Khu vực này rất là đông đúc rộng rãi. Trời, bữa nay có mất không? Anh Hưng ơi. Trời ơi, kiếm đâu trong lòng nữa. Có xuống cầu thang không? Phải bắt được nha, thí dụ mình gặp á, mình phải giữ người ta được nha, người ta sẽ bỏ chạy đó. Khó quá vậy trời ơi. Ngồi. Chắc ít ai vô phòng vệ sinh lắm Thủy ơi. Bây giờ khu này không có, mình chạy ra khu khác. Trời ơi, phở nhìn ngon quá. Bà kiếm ở đâu trong cái nồi lẩu vậy bà Phương? Ngoại ơi, cho con nhìn mặt ngoại xíu được không? Ủa trời ơi. Chị ở đây nè. Hai người thôi mà tiền khổ vậy trời. Đứng đây mình hồn khí trời. Nghỉ đi, mình nghỉ đi để một lát chương trình mất thời lượng quá, chương trình tự đi kiếm mình. Hai đứa nhỏ tuổi mới 20 mấy tuổi. Trời ơi ngoại ơi ngoại. Cứ thiệt ngoại mà bây giờ mà coi lại tập này ngoại coi lại cách sống ngoại đi. Ngoại là 70 mấy tuổi. Hai bạn chỉ có 10 mấy tuổi thôi. Mà ngoại nghĩ sao ngoại chạy bỏ người ta. Ngoại làm vậy coi được, giờ giận không chơi nữa đó. Này. Mà sao bà ngoại chạy héo quá vậy? Ủa tính này là mới đó luôn á. Hồ bơi đúng xa luôn.
Không lẽ bà ngoại xuống bơi hả? Nè nước nè. Nè. Không mình rảnh mình qua mình đốt nhang đi. Để cho dễ kiếm. Đó. Đúng rồi. Phải tâm linh như vậy đó. Qua mai kiếm được. Chị tới đây. Tới đi em. Vẫn tỉnh bơ quá vậy. Ở trên bên tôi hiểu nói ra sao nhà. Anh nghĩ sao? Em tìm được anh. Anh nghĩ sao? Trời ơi trời. Lanh quá, lanh quá. Em tìm được anh trước mà. Tụi em tìm anh. Rồi, bây giờ hai hoa hậu đã bắt được anh Đàm Vĩnh Hưng. Còn một bà 70 tuổi, một cụ bà 70 tuổi. Thôi, tôi sợ lắm. Thôi, tôi không quay lại. Thôi, làm đi, tôi không biết. Con ngoại là em bắt trước đó, mà em rượt không kịp. Nãy ai chụp anh Hưng đầu tiên? Em. Rồi, còn Thanh Thủy ráng kiếm nha. Đố các con bắt được ngoại. Úi dồi ôi, ngoại làm ấm biến hết hình hết người đến người kia. Nếu con bé đâu có bắt được ngoại ha. Sao? Rồi kính thưa tất cả quý vị, sau một thời gian trầy di chóc giải con nó xúc vuốt luôn, thì hai hoa hậu, đây hoa hậu Mai Phương đã tìm được anh Đàm Vĩnh Hưng, hoa hậu Thanh Thủy đã tìm được ngoại Vũ Hà. Bây giờ để chia đội như thế nào? Xin mời tất cả mọi người chúng ta di chuyển đến vị trí tiếp theo.